mẹ con cứ xài đồ cũ con mua nội thất mới về cũng không vứt đồ cũ đi mặc dù còn xài được nhưng cũ rồi mẹ con nói ông bà để lại mà bỏ riết nhà con chật cứng ngay cả quần áo cũ mẹ cũng không chịu bỏ con khuyên hoài mà không được như vậy mẹ con có gọi là bỏng sẻn không à, thưa với quý vị đó Bọn sản có nghĩa là mình không muốn chia sẻ, mình không muốn cho đi. Chứ không phải là mình không muốn bỏ. Nó khác nhau nha. Có nhiều người họ họ thà bỏ chứ họ không cho. Nó khác. Cái, đó là ý nghĩa của bọn sản. Bọn sản là mình không muốn chia sẻ. Đó là bọn sản. Còn cái chuyện mà mình không muốn bỏ đó, ở đây gọi là sự chấp thủ. Ừ. Cái nguyên nhân của cái sự chấp thủ á thì một là do tham, hai là do tà kiến tức là cái sự hiểu biết sai và ba là do cả tham lẫn tà kiến chính bởi vì như vậy là họ cứ bám giữ khư khư cái đó à, thì bây giờ quý vị cứ hỏi cái bây giờ thí dụ như bây giờ đồ cũ bây giờ mình có cho người khác xài được hay không? nhiều lúc họ tiếc bỏ uổng thì thôi bây giờ không bỏ giờ đem cho có được không? nếu mà À, cho được thì cho ừ, nhưng mà nhớ đừng có quăng vô chùa nhiều lúc cũng ngại lắm cứ cứ đồ cũ gì không xài không biết quăng ở đâu là cứ quăng vô chùa thôi lúc cũng tội nghiệp với ông sư lắm quý vị đấy